Vâng, lời đầu tiên cho em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay thì nhà em lại mới về một cái mẫu kéo đôi, một cái dòng kéo mà bên cơ sở em mới về đúng một lần hết luôn. Và hôm nay thì em về số lượng rất chi là nhiều để phục vụ các bác làm cây cái vụ tưới này. Thì với cái bộ đôi kéo này thì em cũng nói cái thông số ở trên mã. Cái mẫu này là mẫu A0056. Thì ở đầu video thì em cũng nói luôn ở cái bộ này. Cái bộ này rất chi là lợi thế khi các bác mua sẽ là mua một tặng một, mua một cây lớn này sẽ được tặng một cây nhỏ này. Đấy. Nếu như đợt trước mà các bác đã mua cái cây này thì của nhà em thì các bác biết đợt trước là nó chỉ ra một cây trong hộp thôi. Đấy. Và cái giá của bộ đôi này thì các bác cứ theo dõi một chút video em sẽ nói luôn để các bác biết cái bộ này giá của nó sẽ là bao nhiêu. Thì trong thời gian gần đây thì để phục vụ các bác làm vườn, các bác làm cây bonsai, làm cây cảnh thì em thấy các bác đang quan tâm tới những cái dòng kéo cao cấp rất chi là nhiều. Thì với cái bộ này thì nó là một cái bộ chất lượng. Đầu tiên đặt cái hàng đầu của bên em là gửi từ các bác hàng chất lượng. Đấy thì với mỗi một cái bộ kéo này thì hôm nay nó sẽ thêm một cái cây nhỏ này nữa nhá. Cây này thì sẽ dài 17 cm. Chất liệu cũng sẽ không kém gì cây kia. Chắc chắn rất chỉ là đầm tay và nặng và sẽ thiết kế theo kiểu vảy rồng, vảy da cá này giúp các bác cầm rất chỉ là chắc tay. Đấy, đặc biệt thì nó sẽ có một cái khuy lẫy như thế này. Cái khuy lẫy này thì chỉ chuyên dụng vào những cái kéo làm cây cảnh, cái kéo cao cấp nó mới có những cái lẫy chắc chắn như thế này. Nhưng ở dòng kéo này thì nó sẽ có cả bộ đôi. Đấy thì cái bộ đôi này thì cái cây ngắn sẽ là 17,5 cm, cây dài sẽ là 20 cm. Trọng lượng của cái cây này nó rất chìa nặng và đầm tay. Thì cái chất của lưỡi kéo thì em cũng quay để cho các bác được xem, nó rất chi là dày dặn này. Đấy, rất chi là chắc chắn nhá. Chống trượt rất chi là sâu. Số lượng hôm nay thì về rất chi là nhiều để phục vụ các bác làm cây Tết của cái xuân tới năm 2011 này. Hàng rất chi là chuẩn nhá. Thì cái bộ đôi này thì em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Giá của một bộ đôi này thì sẽ là mua một tặng một, giá sẽ là 250.000, miễn phí ship trên một đôi. Khi các bác mua sẽ được tặng thêm một cây nhỏ này đấy nha các bác nhá, là 250.000, giá miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy thì với cái bộ đôi này thì nhà em luôn luôn là cháy hàng, đợt này thì để về được mấy thùng. Đấy, em cũng tranh thủ làm luôn cái video để bác nào mà xem được cái video này của nhà em đang cần cái mẫu này, hãy liên hệ trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại 0888 636 138. Em nhận tư vấn và cung cấp tới các bác tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh của bên cơ sở em nhé. Một cái bộ đôi hàng rất chi là chuẩn, đẹp, sắc nét. Mã thông số của nó sẽ là A0053. Đấy. Thì cái bộ này thì em cũng nói giá luôn rồi nhá. Một cái bộ đôi vô cùng là chắc chắn với những cái lẫy và những cái đường chất thép của nó, như các bác nhìn qua đây các bác cũng thấy nó rất là chắc chắn rồi. Thì bên em Thảo bên là một bên chuyên cung cấp dụng cụ về bonsai, về nông nghiệp, về làm vườn. Thì với cái đôi kéo này thực sự là em thấy rất cần thiết đối với các bác làm vườn, làm cây. Đấy, và khi các bác mà xem được video này của em, các bác đang quan tâm tới nhiều dụng cụ khác nhau, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông. Để mỗi một video thì em sẽ đăng tải một mẫu để các bác sẽ xem được những cái dụng cụ nào các bác cần thiết ở kênh của bên cơ sở em nhé. Các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông. Đấy, những cái video của nhà em thì sẽ gửi tới các bác những cái dòng chất lượng tốt nhất để phục vụ các bác cái vụ xuân tới này, vụ làm vườn, làm cây. Mua một sẽ tặng một nhỏ đấy nha các bác nhé. Rất chi là hay. Cái to các bác phải bấm cành to, cây nhỏ các bác có thể đi cắt rau củ quả, cắt tỉa cành bình thường. Em thấy thực sự nó rất chi là hữu ích ở cái bộ này, cho nên là hôm nay thì mặc dù là tối em cũng phải đăng tải cái video này luôn. Để các bác mà xem được thì hãy cập nhật ngay nhá. Em xin kết thúc cái video ngắn ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác ạ.